chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay Phước đi ra ngoài chợ, Phước quay cái chợ hoa Bình Thuận nha các bạn. Ok, bây giờ Phước đi thôi. Let's go. Bình Thuận nha các bạn. Đó, đã chưa? Đủ loại trái cây hết trơn. Bán lớn lắm nè các bạn. Thôi giùm đi tiếp tục nha các bạn. Rồi có bán cá đưa hồng sống luôn nè các bạn ơi. Chạy ok luôn nè. Đó. Ở đây có bán hải sản luôn nha. Gì đây, bán đầu cá ba chà. Tiếp tục đi. Các bạn ơi, thì hiện giờ Phước đang đứng ở chợ Bình Thuận nè các bạn. Thì bây giờ để Phước đi quay một vòng. Rồi các bạn ơi, mình xuất phát từ nhà của anh Sáu mình nè, nhà chị Phượng nè, tên cho hình Phượng nè, để mình anh Sáu chở mình đi một vòng ở chợ nè ha các bạn. Đó, bắt đầu mình đi nè các bạn ơi. Thì Phước quay đại cái mà ấy lên nha các bạn. Mình quay lướt qua thôi đó, chứ không có quay mà đi xuống đi bộ quay từ đó. Bên này là nhà của chị Nga mình nè, đây nè. Hello, ủa hàng về nào vậy? Hello Mỹ Bình. Đi chưa kìa, xe ổng còn đậu kìa. Ê. Ồ, đây là ủa sao kỳ ta. Đây là tiệm Hùng Cường đó, ông chủ bước ra nè. Hello ông chủ, Happy New Year. Đi cho gần quán đó, gần cao á. Gần cái hàng bên cạnh có quán mới mở. Sáng bên. Bây giờ em ở đâu? Bên cạnh điện, bên cạnh mở. Bữa nay có giấy vừa lại à, nó có giới hạn anh, lấy giới hạn. Đừng vào tiếng em ôi băng khoáng. Lấy giới hạn trước rồi qua Tết mình mới đợi mình lấy cái bằng khóa. Coi như nó thẳng ra định xong ở rồi nó công nhận. À. Chợ năm nay thấy vắng quá hả? Không được. Vắng thiệt chứ. Tại vì nó bán là mua hàng online rồi đó. Rồi đó, mấy ngày đâu đi vô chợ. Rồi cho người đó thôi. Phú kỷ. Có hai chồng bà Trinh về ha. Còn cái đường chỗ nhà ông Bình lại lên nó làm cũng đẹp quá hả? Rồi có đò rồi đưa qua sông không anh? Ở đâu? Ở đường đó đó. Hồi đó có đò qua sông cầu sắt á. Bình rồi hả? Dạ. Ở đây là tới chợ nông sản Bình Thuận rồi các bạn. Ở đây chợ nông sản đây. Ở bên đây là tiệm vàng Kim Trang nè. Cái khúc đằng này bán đồ mà chơi cũng dữ nè, treo nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thơm đó nè, có cơm sườn này cũng ngon á. Ở bản đâu cũng có bán cơm sườn. Khúc này hồi trưa bán tanh nè, bây giờ giờ cũng ok nè. Ở chùa. Cái này là chùa Hoa Liên hả vậy anh? Chùa, hai hai chùa nè, mấy chùa nào nữa? Hồi... Chùa Liên. Chùa Liên hả? Không, chùa người Tàu. Người Tàu. Chùa Hoa Liên không chùa này. Cái chùa nào hồi đó chứ phim leo lên đi đeo cái cào vô coi nè. Bên kia. Bên kia hả? Chùa Tàu. Chùa Liên. Ồ đây có cái tiệm cầm đồ cũng đẹp quá hả? Chùa dân chùa Sắc Băng nè. Chùa Khmer. À chùa này chùa người Khmer, chùa Sắc Băng ở đây nè các bạn ơi. Ngay chân cái cầu quẹo nào ở phía bên tay phải Phước là bến tàu cao tốc đó, cano. Bến cano. Quay cái bến cano cái rồi. Đây là bến cano nè các bạn. Đó. Bến cano mình đi Cần Thơ rồi nè, 11:40 xuất phát. Tới Cần Thơ, trước phát từ Vĩnh Thuận đi Cần Thơ. Bây giờ mình đảo một vòng qua bên mà đường Mai Văn Chương nha các bạn ơi. Đây nè đường Mai Văn Chương nè. À, chợ hoa nè, cái tiệm bán hoa nè, ở đây cũng nổi tiếng lắm nè cái chỗ này. Hello, hello. Đó, cái đường này là cái chùa này chùa gì, chùa Long Hoa. Chùa Khmer. Chùa Chắc Văn, chùa Chắc Văn. Ừ, chùa Chắc Văn. Ở đây có cái quán cà phê Trang ở đây nè các bạn. Cũng vui lắm nè các bạn. Đó, đó. Hello. Chính một là đường Nguyễn Trung Trực, hai là đường Mai Văn Chương đó các bạn. Sáng đúng rồi, sáng giờ này nè. Hả? Đó, ở đây là chợ, nhà làm chợ hồi xưa đó, chỗ đó đi vô đó các bạn. Ủa Thanh Phong ông mới giờ tiệm ra đây phải không? Đường xã đi vô trụ sở thị trấn, xã thị trấn Bình Thuận các bạn ơi. Nhà của anh Sáu là nhà nào đâu anh? Nhà để Cẩm Bạc phải không? Cẩm Bạc à. Ở nhà nhỏ quá, nhà của anh đừng ăn, giờ em nhìn kỹ lên thấy nhỏ. Coi mít làm cửa rồi. Cái nhà nào của em, nhà nào đâu? Mình hàng trước ra cháu dinh dưỡng hả? Đây nè, cái nhà đây mình cho mướn nè các bạn. Cháu dinh dưỡng nè ha. Đó. Đang kêu bán đó các bạn ơi, 3.5 tỷ thôi. Ba đứa rưỡi nhiều người mua. Mua không? Mua. Mua bán á. Có người mua thì mình bán thôi. 3.5 tỷ được ha. À. Có cái khu này là bán đồ nông sản nhiều lắm các bạn ơi. Đó, có người đẹp bán đồ nông sản cho tóc vàng tươi luôn kìa. Đó, hello, hello. chạy đường dưới về dạ cầu đó đẹp lắm. Hoa nó bán hoa dưa hấu rồi đẹp lắm. Đó, cái chợ Vĩnh Thuận mình có bao nhiêu đó các bạn. Đây là cái bên tay phải mình quẹo là đi quốc lộ 63 đi lên Gạch Giá các bạn ơi. Còn qua cái cầu này đi xuống Cà Mau rồi đó, Bạc Liêu rồi này kia đó các bạn. Đây nè. Bây giờ mình vòng với vợ cậu một cái hả? Về nhà lấy đồ. Ê, hả? Về nhà lấy đồ á. Đây nè các bạn ơi, hoa mà chứ còn hoa gì
ở nhà Vạn Thọ và Vạn Thọ. Dưa hấu nè các bạn ơi, dưa hấu này bán nhiều quá. Người mua thì ít mà người bán thì nhiều, thấy còn y nguyên nè. Ở đây có qua Vạn Thọ quá trời luôn. Bây giờ nó chở nó bán một bình như vậy là 20.000 à. Hồi mấy năm trước mình bán mua tới 30.000, 40.000. Mua giá gốc có 8.000. Hả? Giá gốc có 8.000 trời. Vậy đó hả? Lấy gì để đậu xe ngoài này luôn đi. À, ở đây có tiệm mắt kính Sài Gòn ở đây nè các bạn ơi. Có như vậy kìa con. À, ở đây cũng gần nhà bà chị mình gọi lội đến nhà bà chị chơi. Hello người đẹp, về nào vậy? Về 24. Vậy hả? Về bán tiếp chứ. 24 về tới giờ hả? Dạ. Hello chị Tư. Hello. Hello, rồi chào Tết. Tết có lên chương trình đi đâu không? Chưa biết. Chưa biết hả? Chưa biết. Rồi ngày mốt chị cháu nói ngày mốt đi ra mở giày rồi anh quay rồi ok ngày mốt em ra cỡ 6 giờ cũng được. Bữa nay đi ra mà thấy vắng tanh không có ai ngoài đó chứ. Ở đâu? Ở ngoài bên công viên á. Cái giấy này gói quà hay gì hả? Cái này bộ này gói vỏ tết. Ơi, ta ơi. Mua cái vỏ nguyên bộ nè. Ờ à, vậy hả? Bánh lên gói thành như cái tháp vậy đó. Có cái mẫu ở trong bàn ở trong vậy. Rồi dây rồi về bán đồ tiếp hả? Đồ tiếp. Cường kêu ổng cái coi. Anh lại kêu ổng đi, em đợi dài lại em quay đằng này cái. Ở đây là tiệm bánh của Út Linh nè. Đó. Hello Phong, về nào Phong? À, Phong nó về nó bán tiếp Út Linh kìa. Hả? À. Đây bà chủ bà ngồi kìa, bà không kịp không có thời gian đi quán ăn luôn, bà ngồi ăn tại chỗ luôn kìa. Tại chỗ kìa. À. Hello chú Bền. Hả không chú? Đây cái tiệm, cái shop lớn của Út Linh đây nè các bạn ơi. Hả? Khỏe không? Làm sao? Thôi Tết vô chổng chơi, mùng 1 vô chổng chơi. Mùng 1 sao biết được đâu. Chiều hả? Để coi mấy đứa này nó đi bữa nào. Chủ mấy đứa vô chơi, vô trọng chơi lớn đi. Mua cái dàn karaoke bự lắm. Ừ, nó đang vận chuyển về. Mua dàn karaoke bự á, chơi ngoài trời á. Anh Minh tết vô trong em chơi anh Minh ơi. Có bò mẹ sẵn rồi đó. Bây giờ đi ăn sáng các bạn ơi, mình đi ăn sáng kiếm cái quán nào ngon ngon đi ăn sáng thôi. Này, ở đây là anh em xe ôm nè, xe ôm đây. Ở đây là hai bên là người ta bày bán dưa hấu nè các bạn ơi, dưa hấu quá nhiều luôn. Đó, đây là cái cầu. Mình lên cầu Vĩnh Thuận. Đây là cầu Vĩnh Thuận nha các bạn.
tới chợ hoa. Mấy ngày mốt thì mốt làm cho anh quay. Giờ chợ chợ hoa này mình chỉ quay mới ngang thôi, ngày mốt quay mới quay cận cảnh hơn. Mấy bạn mặc áo dài rồi ra quay á. Kìa kìa có người đẹp chụp hình kìa, áo dài kìa. À, cũng có mấy em ra chụp hình kìa. Ở đây nó cho mướn luôn hả? Mướn luôn. Ờ. Cây này mướn chừng qua Tết nhiều. 31 cho gì? Gì hả? Ờ mướn chơi qua Tết thì mất công vậy trong sống vậy. Nói chung mà mướn thì nó trên lạnh thì mua nó cũng chả. Gì hả? Chủ ơi, nó mua mẻ luôn mà mua không có chỗ để. Có cái chợ hoa năm nay cũng nhiều hoa lắm các bạn, mà người mua thì lại vắng nha. Đi kiếm gì ăn các bạn ơi. Ở đây thấy có để hồ bơi nè, mà bữa nào vô trong đây bơi thử một bữa ơi. Hồ bơi Vĩnh Thuận nè. Trời ơi, hồ bơi gì làm giống mà sở thú quá vậy ta. Đây là quán này đây hả? Rồi ông Cường không biết biết chỗ này không? Cái điện máy xanh nè. Để xe là được không em? Ở đây có tiệm phở, quán ăn ngân nè các bạn. Cơm bò, cơm phở bò, bún bò Huế, hủ tiếu, bánh canh luôn nha các bạn. Đó. Đây này, cái quán này thấy cũng là lạ. Nó gần điện máy xanh thế di động nè. Mình vô đây, mình ghé đây mình ăn đây các bạn. Coi ok không ha. Các bạn ơi, bây giờ mình ở Vĩnh Thuận mình có cái hồ bơi để mình vô đây mình khai thác coi có bơi được không, để mai mốt mình là vô đây mình bơi các bạn ơi. Đó, hồ bơi ở tại Vĩnh Thuận nha các bạn. Đường vô thì thấy nó hơi ngoằn ngoèo, không quanh co quá, nhưng mà vô trong nữa coi như thế nào nha các bạn. Ở đây giống mà kiểu mà nhà tù gì quá, tường cao nè, rồi ở bên đây là rồi làm low cost rồi này kia, này chắc nhà trọ. Đâu có ai đây không vậy, hỏi hỏi thăm coi. Ở đây anh muốn vô tham quan coi hồ bơi này sao em. Mình có ngày thường có mở cửa cho mình vô bơi không? Dạ, ngày thường mở cửa bình thường. Dạ, mở cửa bình thường hả? Dạ. Rồi mình vô một người như vậy một vé nhiêu em? Dạ, trẻ em thì 20, người lớn 25 anh. Vậy hả? Dạ. Mình bơi nguyên ngày luôn hả? Dạ, em mở nguyên ngày. Em mở mấy giờ tới mấy giờ? Sáng thì em mở 8 giờ. 8 giờ hả? Dạ. 8 giờ rồi tới mấy giờ đóng cửa? 1 giờ rưỡi. 1 giờ hả? 8 giờ tới 11 giờ, còn chiều thì 1 giờ rưỡi tới 5 giờ rưỡi. À 1 rưỡi tới 5 giờ rưỡi. Em đang cũng dọn dẹp để chuẩn bị đón Tết. À. Anh để anh biết để có gì đi bơi, thích đi bơi mà. Đi bơi được à? Rồi đi bơi anh cháu ơi. Đây cái hồ bơi này các bạn ơi, Vĩnh Thuận mình có cái hồ bơi này hổng gà chưa có khai thác. Đó. Chơi được à? Chơi được á.
Thì người như vậy là 25 ngàn. Mình mua vé vô. Vé cái màu hả? Bơi tiếng nè. Bơi nguyên ngày luôn á. Mua vé mà bơi mấy tiếng. Ừ, bao tiếng le lưỡi rồi. Giờ được á? Được á, rồi em bé người lớn còn bên chung luôn hả? Dạ. Em bé đó. Hai bên nhỏ dắt cái vòng tròn đó, đúng rồi. Cái vòng tròn đó khu vực có miếng sắt ở dưới đó, y nóc đó. Cái đó là em bé thì 20 ngàn. Ở đâu đăng cái này? Đăng cái này hả? Dạ, dạ. Giá đầu tư dưới này, cái này là đất nè em. Ờ, của nhà nước rồi, hả? Em nấu cái hồ hả? Rồi chuẩn bị dàn nhạc rồi em mở nhạc rồi lên nó mới sơm ha. Bơi mà có nhạc nó bơi nó sung lắm. Ôi đó nhớ đi có đường cái đường ngoài bên kia đi đúng không? Hồi lúc mới làm cái đường ngoài kia. Nhiều quá một chát à. Ồ xung quanh nó sậy nhiều quá hả? Xung quanh này là phát cái sậy này với dòng mà trồng tràm á. Trồng tràm cái nuôi ong á. Nuôi ong, nuôi ong mật. Phát còn mới mà. Chạy vô bơi được không? Vậy là ok. Thôi vậy mình đi nha. Đó, vậy là rảnh qua đi bơi được rảnh thôi. Có hồ bơi như vậy mình thích mình ra mình bơi thôi, không mình ở trong không cần là hồ bơi đâu. Mình thích thì mình ra đây mình bơi thôi, nó khó thì mình không chơi. Tưới nước vườn hoa nè, ảnh là như là kêu bằng bảo trì cái vườn hoa Vĩnh Thuận nè các bạn ơi. Đó, ảnh lo lắng cho cái vườn hoa ở tại dốc cầu nè. Đó, cái đường này ban đêm á lên đèn đẹp lắm các bạn. Ở trên đầu mình có đèn led nè. Cái khu vực mà hành chánh, khu hành chánh của vườn Vĩnh Thuận nè, đây là ủy ban nè các bạn ơi. Thì bây giờ người ta cũng chịu đầu tư lắm chứ không phải như ngày xưa nữa đâu. Họ hoành tráng lắm các bạn. Thank you.
cho coi anh Trang với em Hằng con chị Tư mình bán đồ nè các bạn ơi. Đây, bán Tết nè ha. Coi nó bán gì đây. Đó. Em Hằng là có chồng rồi mà áo đỏ đó. Còn em Trang thì chưa có chồng đó các bạn ơi. Đó, con chị Tư mình đó. Cái khăn này thấy im quá vậy ta. Cái này em bán một cấp chị nhiêu tiền? 15.000 năm cái hả? Cái này lao cũng im ha. 5 cái 15.000. Rồi anh lấy cấp này đi ha em. Đây nè các bạn mới mua cái này ủng hộ. Cái anh này mua một cái nhang. Cái đồ để nhang á. Để nhang mũi nè với cái mấy cái khăn để lao nè. Tiền vô như nước quạt rồi cái đó là gì à. Bông mai rồi lụm cho ha. Tết chơi lô tô đi ta, mua một cái đem về chổng Tết chơi có lý à hả. Mai hả vậy? À. Còn cái này mình dán được không ta? Cái này dây cột hay sao? À. Dây cột hả? Cái đó mình dán vô cái cửa kiến phải không? Phước thích đó là Canada lại không có đó, cho nên nó làm về Việt Nam là đúng sách luôn, đúng bài luôn á, y pin luôn á. Y pin luôn á, ở Việt Nam mình học được cái câu y pin á. Y pin là không biết cái gì nữa mà mấy ổng nói y pin luôn á. Cái câu này của Cun
con của Nancy à. Con của Nancy Ibin luôn á. Ibin luôn á cậu. Ibin luôn cậu, em là hấp dẫn chưa? À. Châu này chấm với con mẻ thì thôi chứ còn cái gì bằng nữa. Cái này là bên nội mới cho ăn thôi, anh em bên ngoài là không có cho đâu á. Đó, các bạn thấy chưa? Ồ nó đã thì thôi luôn, bao nhiêu đây Phước ăn cơm buổi trưa này thì thôi quá đã rồi. Đó ha, vậy các bạn. Cô chú anh chị và các bạn ơi, dạo này chị ba mình không có nhà. Cho nên đó là mình không có ăn cơm với chị ba được. Cho nên mình nếu mà mình ăn với anh ba thì giống như thịt trâu nè. Những cái món mình thích mình ăn được, ảnh lại không ăn được. Anh ba anh đâu có ăn thịt trâu đâu. Chó thịt gì chuột cũng không ăn luôn. Phước thì Phước ăn mấy cái món này nó độc lạ thì cho nên không có ăn với anh ba được. Cho nên Phước nấu tự nấu mình Phước ăn luôn. Mời các bạn, mời cô chú anh chị và các bạn dùng thịt trâu với Phước nha. Thịt trâu này cũng có người ăn được có người không các bạn ơi, nhưng mà đối với Phước thì phải Phước thái khẩu này lắm. Thịt trâu chấm với cơm mẻ, trâu mà chấm với cơm mẻ thì thôi còn gì bằng nữa. Cái món này Phước mê từ nhỏ luôn á, từ nhỏ không biết ai làm cho Phước ăn mà Phước mê luôn tới giờ. Nói là Việt Nam là tới nhà bạn mình á, mua thịt trâu với cơm mẻ để cho mình ăn cơm. Quá đã các bạn. À, cái nước xả mình hầm này các bạn húp cũng ngon lắm. Ai da đã quá luôn. Ngon quá các bạn ơi, cái mùi xả nó thơm quá. Chưa không nổi à. Phước xin mến chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì sáng giờ Phước đi ra đi quay ngoài chợ, đi quay phim ở ngoài chợ, sáng giờ mới về tới nhà nè các bạn ơi. Thì bây giờ là Phước xin kết thúc video tại đây. Nếu mà cô chú anh chị nào là chưa có bấm mà like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem thì nhớ bấm vào nút like ha. Và nếu mà chưa có đăng ký kênh thì nhớ bấm vào nút màu đỏ và bật chuông thông báo đó nha các bạn, để cập nhật video tiếp theo của Phước. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại video tiếp theo. Ok, bye bye.